tận ca còn bao lầm than. Nước mắt mới tuôn rơi mừng ca con trở về, nên cung tiến vào kề. Hôm nay kinh chúc khắp nơi an lành. Kể là tôi thì hôm nay không có gì, mượn lời của Đức Tôn Sư Hòa Hảo mà những cái bài thơ này nó thâm sâu, thấm thí trong cái dân gian là bài tình yêu của Đức Thầy. Cái em ngâm lại cái bài tình yêu cho nó quyến chuyển một chút, rung động một chút. Rồi đó là rồi cái là em nói rồi, có bài tình yêu rồi chúng ta sẽ thứ tha, nhẫn nhịn nhau, chúng ta chẳng phải vợ chồng thương yêu trong đầu ấp tay gối mà đủ, mà chúng ta hãy kính trọng nhau như người thầy, như người bạn, như vậy là hạnh phúc biết chừng nào. Có quan anh không? Hôm nay đang vỗ tay như vậy thì quân trình MC mình đã độ pháp rồi đó. Ai gì đà Phật. Còn hôm nay thì trước hết cô nói cho quý vị, khi mà cho chị cho em trung tâm năm nhâm dần là năm tổng kết, thế gian lo đến Tết năm nay. Mẫu hoàng chiến dần gái trai, người hiền ngự đức ngự tài ngự trung, để bước qua quê dung đạo nhé. Rồi hành trình sức khỏe khang trang, vì ta dân lệnh mẫu hoàng, các con tiên xuống chào hàng tới ở đây. Nên lúc này Phật Thầy chuyển qua cho các con cành lá gặp nhau, không phân biệt ở giáo nào, dầu là tịnh độ hay giàu vô vi. Chị tên gì? Đội với tiếc mai là hải y sở nguyện, có quan âm hộ điện giác tha, tâm vui trí đạo dung hòa, người thương kẻ mến nội nhà bổn duyên. Cũng là con mẫu tiên xuống thế, bởi chúng sanh linh thể khác nhau, có người học thấp học cao, có người biết được nơi nào để lo, nên Đức Phật mới cho mai ngộ để trở về tình độ đạo vàng. Hãy nghe lời của Trăm Quan, giữ là của Đức Tây An giáo đời. A Di Đà mới hợp thời thận thế, hội Quỳnh Long thừa để giao kê, còn tiền đúng lúc phải về, từ tu mới biết giao kê vuông tròn. Nên phải hiểu mình vẫn còn chút nợ, dầu mai vàng con nợ như công, đạo là phải tỏi tâm lòng, mình lo trả nợ con chồng đã qua. Nay xác thể đã già tĩnh lặng, biết tu là mình đặng ngày sau. Hãy nè xem
trong quyển sách nào ý mình quả thích là mau đảo tròn. Mình bất cứ ở trong một góc độ nào mà mình tịnh độ hay là bên Nam Tông, Bắc Tông hay bên Vô Vi, bên Ngũ Sơn thì cũng vậy. Chúng ta còn giáo thì chúng ta chỉ nằm kẹt vô một khía cạnh mà chúng ta đã đắc rồi, thì tứ đại giai thông vô sở đắc, vô sở thành, vô sở trụ, vô sở sợ, thì chúng ta không còn trong giáo nữa mà chúng ta phi giáo. Bởi vì chúng ta mới trong giáo là tam giáo quy nguyên, ngũ chi mới đại đạo. Chúng ta đi vào ngũ chi đại đạo thì đó là từng quá đi đến một cái chỗ công bằng và của đạo Phật, hiểu không? Nên đường về Phật vốn không xa, tam mưa bốn dặm đó là ý quang. Nhất tâm có ánh đạo vàng, vô vi tìm thấy nhãn tàng nơi tâm. Hạnh phổ độ là Quan Âm Bồ Tát, biết cho nhau gánh giác sẽ chia. Người tu như há có chia, có tâm có đức không lìa nhau đâu. Thôi thì chỉ tầm mấy câu, tiết mai hãy mở bộ đầu tiên thiên. Đạo là chỉ một chữ duyên, tâm vô quái ngại là tiên. Nghe không? Rồi lỗ tai đời với đạo liên thông kết hợp, Nguyễn Mộng Kiều năm gớp là gì, bà thương tất cả Hà Di cho nên bà có vậy thầy chuyển thai. Bao nhiêu năm tháng ngày cơ cực, đúng giờ này dũng đức hiếu sinh, hai xem mờ có tâm linh, chung vai một đại gia đình Việt Nam. Nay Kiều có xác phàm phong nhã, thời kỳ này nhân quả làm xong, chúc người vui đẹp tổ tâm. Cháu con thảo từng vợ chồng thương nhau, em chồng có bệnh đau phiền tối, hãy lấy lòng gấm gối dung hòa, bởi mình con mẹ con cha là nhà Phật giáo cũng nhà Nguyễn Trung. Đến kết cuộc kỳ cùng nguyên chót, mẹ thầy luôn lẫm mót con hiền, ta ầu người một chút nhân duyên, con tu thanh nhã là thiền. Nghe chưa? Nhường nhau sớm chưa hòa thuận, kết vợ chồng là chịu đựng đắng cay, dầu cho không có tiền xài, dầu đời bạc đại một mai âu sầu. Thôi thì chỉ tặng mấy câu, chuyên tâm vui vẻ đạo màu cần lao. Mình nghe mình thấy dường báo, thầy như chân sáng mình sao cả trời, thì nên tốt đạo đẹp đời, thương yêu dắt dặn tận thời thân yêu. Mẹ thầy ở điện
lính tiêu về đây cứu độ ít nhiều cho con. Con ơi, phước lớn tội mòn, thầy đâu có bỏ các con bao giờ. Cho con học đủ thế cơ, học khôn, học dài, con khờ mới nên. Lúc này con phải lên đơn, con ơi hãy gắng vượt lên phen này. Phật thầy đâu phụ ngừng ấy, huống chi con nguyện đắp xây cho đời. Dùng thơ tâm sự mấy lời Diễm Hương con gái dậy thời giảng trao. Thầy chẳng mình cũng là sao, nói cho tất cả đồng bào Việt Nam. Con tiên nay có xác phàm, trả nợ hải đàm chồng vợ thương yêu. Thôi thì kết cuộc bao nhiêu, làm ít được nhiều là phước con ngoan. Chồng kiếp trước hy sinh đã là trong gia đình, xưa công nương trong nguyện triều, nay con phải chịu khổ gian lao gấp. Giờ đây mượn căn con nào quên căn của Diêm Hương trên, cũng là con nguyện triều xưa kia nay thật nhiều. Lòng lòng chua nguyện nỗi đau âu sầu, giờ con đúng nơi thì sao tầm cha. Thiền tử chốn cùng vi của tiềm năng yêu trì, nay thiên tôn hà phàm nhận gian bi khổ, con tiên hai về tầm nhau chúng ta vui hòa duyên. Thương nhau các con ơi, bởi vì nhân con trời nên con tiên bao nhiêu lời. Thương yêu chung kết nhất tâm từng thời, thời gian Diễm Hương thôi thì đừng quên. Đây cũng có bà Hương đúng về cơ Phật đường, nay Minh Hương diện trường công lao chi nhớ kỳ hương diệu. Cả con gắng công thôi về nơi, phục nguyện chúng cùng cha, hãy tìm tu theo mẹ già. Chưa cung duyên ngày nào, thương yêu chung sức dắt tay tu hành. Hồ Quảng Âm các con thôi tròn duyên, nay chung kết vào thoa, hội lòng qua mơ màng. Cho con tiên trong đào giang, quy y thầy tổ hay nên hào hòa. Trời vui khiến xôi ta gặp nhau, cô tặng chúc công lao nghĩa tình thâm ngày nào. Nay con tiên đang lời về nhà, cha xưa mong ước con ơi đâu mà hồ tận các con bao lầm than. Nước mắt mới tuôn rơi mừng các con trở về, nên cung tiến vào kề hôm nay kinh chúc khắp nơi an lành. Nguyện xin thay công
Ngô Hoàng Tiên. Tại sao mà có cái điện nào về mất mắt kèm không được và ca cũng không nổi nữa rồi. Mà tự nhiên nó về không mất mắt không nổi được chắc hết duyên. Thôi thì cùng chốt duyên đời nở trước gieo, nam cung cam cảnh chịu khổ nghèo, thiền lam ở giữa non sườn canh, cùng cô gia cư hát khổ nghèo. Thôi thì cố gắng nghe con, đúng lúc con về cạnh núi non, các con chinh chiến nhiều âm nhập, hãy dạy tổ tiên độ mới tròn. Nam cung nhờ đức thái thượng công, tề thiên đấu chiến vũ trần hồng, thị liêm trọng viên rồi nguyện giai, tất diệt gia đình sẽ được xong. Rồi hết rồi đó, Nam Mô Di Đà Phật. Cô là tự nhiên không.